Chào các bạn. Video lần này tôi xin giới thiệu với các bạn quy trình tháo bơm. Ở video lần trước, video số 1, tôi đã đề cập đến quy trình tháo lắp bơm chung, cũng như tôi đã giới thiệu với các bạn ở công đoạn 1 và công đoạn 2 và một phần của công đoạn 3. Như chúng ta đã biết, quy trình tháo lắp bơm chung chúng ta có 6 công đoạn. Thì ở video lần này tôi sẽ giới thiệu với các bạn tiếp ở phần công đoạn 3, đó là tháo bơm. Ở video lần 1 thì tôi đã giới thiệu với các bạn cái quy trình chung và một phần ở công đoạn 3, đó là tháo bơm. Tức là chúng ta đã tháo bên ngoài ở phần bơm rồi, sau khi đã gá lên bơm xong và tách từng khoang bơm một ra. Thì video lần này chúng ta tiếp tục ở phần tháo bơm, nhưng mà tháo rời từng khoang, từng bộ phận trong khoang ra. Trên hình các bạn, đó là chúng ta tháo phần bơm trước HPV 95 hoặc HPV 160. Chúng đều có thành phần cấu tạo gần tương đương như nhau. Như vậy, ở video này tôi sẽ tiếp tục với các bạn đi tháo bơm trước. Các bạn nhớ là khi chúng ta tháo bơm trước thì chúng ta phải tháo một cách nhẹ nhàng. Các bạn có thể bôi dầu, nếu như dầu nó chảy ra hết, các bạn để lâu, chúng ta tháo nhẹ nhàng, dùng găng tay cao su mềm để chúng ta cầm chi tiết ra tháo bơm. Đó. Đầu tiên chúng ta tháo khối xi lanh ở bơm trước, sau đó chúng ta quay sang lới lỏng các vị trí ốc ở PC van và servo van. Tiếp theo chúng ta tháo cái mặt gương của bơm trước ra. Tiếp theo nữa là chúng ta lới lỏng những các ốc ở mặt gương, ở xung quanh, và tháo phần gì servo van ra của PC van. Sau đó chúng ta gì nhấc cái trục, tháo cái trục của bơm ra. Và cuối cùng là chúng ta tháo các lòng đen, dầu cũng như là các chốt ở đáy hộp bơm ra. Như vậy, quy trình tháo bơm trước của ta cơ bản là như vậy. Ở đây tôi chỉ chú ý với các bạn, khi các bạn tháo thì nhẹ nhàng, không được mạnh tay, sẽ bị xước, bị hỏng bơm. Bước tiếp theo chúng ta tháo bơm sau. Đối với công đoạn tháo bơm sau này thì quy trình cũng gần như là tháo bơm trước. Các bạn cùng xem. Đầu tiên chúng ta tháo gì quả piston ra, nhấc cả cụm ra. Sau đó thì chúng ta dùng súng để bắn các ốc ở đầu của PC van cũng như là servo van ra. Tiếp theo chúng ta tháo nhấc cái mặt gì rốc cam, chúng ta hay gọi là mặt trà, mặt gương, đúng không ạ? Gối trao, có một số gọi là gối trao ra, đúng không ạ? Chúng ta tháo ra một cách nhẹ nhàng, khéo bị rơi. Tiếp theo
là chúng ta gì dùng chồng để chúng ta tôn, để chúng ta tháo bốn con ốc để bắt mặt gối trao của trục bơm gắn với cả hộp đế của bơm ra. Và cũng như là ở bơm trước, chúng ta tháo servo van và PC van ra. Đó. Và cuối cùng là chúng ta tháo trục của bơm gắn với vỏ của hộp bơm ra. Và bước cuối cùng đó là chúng ta tháo gì các gioăng dầu, bịt dầu để chúng ta tháo ra. Ở các công đoạn này các bạn chú ý, khi các bạn tháo bơm trước bơm sau thì các bạn làm sao buộc và đánh dấu kỹ càng, không để lẫn bữa bơm trước và bơm gì sau. Đó. Tiếp theo chúng ta tháo gì khớp lối giữa hai bơm, tức là khoang lối giữa hai bơm ra. Quy trình tháo thì như sau. Các bạn tháo bơm trước và bơm sau ra rồi thì chúng ta sẽ được cái gì khoang lối giữa gì hai bơm. Và các bạn tháo hai mặt, chúng ta có tháo răng phớt dầu ra. Đấy. Chúng ta tháo các gioăng phớt hãm cũng như là hai bên bi ở bên đầu của khoang, hai bên đầu của khoang lối ra. Đó. Như vậy chúng ta đã tháo xong và phần gì khớp lối. Tiếp theo chúng ta tháo từng phần của khối xi lanh của bơm trước bơm sau ra. Ở đây các bạn chú ý, khi chúng ta nhấc cái mặt đỡ của khối xi lanh thì chúng ta nhấc một cách từ từ thôi, nhẹ nhàng, không thì nó rơi mất. Đấy, các bạn chú ý. Tiếp theo chúng ta tháo quả táo ra, có một số gọi là các bạn gọi là quả táo. Đó, chúng ta tháo ra, muốn tháo ra chúng ta gì phải tháo các chốt cho ta. Đó, chúng ta tháo các chốt, sau đó chúng ta mới gì tháo được quả táo. Như vậy tiếp theo là ta tháo gì cái lò xo ở bên trong khối xi lanh ra. Chúng ta tháo trước khi tháo lò xo, chúng ta phải tháo chốt hãm vòng đệm đúng không ạ, ra thì chúng ta mới tháo được lò xo. Đó. Đó, tiếp theo nữa đó là chúng ta tháo cái gì trục bơm, thì chúng ta cũng tháo trục bơm trước và bơm sau ra. Đó. Chúng ta tháo bằng cách như nào? Chúng ta tháo trục bơm từ cái gối trao, gối đỡ, xin lỗi, gối đỡ của gối trao ra. Đó. Bằng máy ép thủy lực hoặc là bằng dích, các bạn có thể đóng bằng tay, bằng búa tay cũng được. Sau đó thì các bạn tháo ra rồi thì các bạn tháo tiếp gì vòng bi ra. Trước khi tháo vòng bi các bạn gì tháo gì phanh hãm hoặc là vòng hãm cũng như là gì vòng đệm của bi ra thì chúng ta mới gì tháo được. Tháo này các bạn cũng có thể dùng búa, dùng máy ép thủy lực hoặc dùng rích gá để các bạn tháo tùy theo điều kiện của từng đơn vị một. Đó, bạn tháo cái gì vòng hãm ra hay gọi vòng phanh ra. Đó. Đây là bước cuối cùng, là chúng ta tháo cái bi ở trên trục của bơm ra, cũng như bơm là bơm hai bên, bơm trước và bơm sau. Đó, dùng máy ép thủy lực. Như vậy tôi đã giới thiệu xong với các bạn quy trình ở công đoạn 3, đó là công đoạn gì tháo bơm. Sau đây mời các bạn xem một số cái video cũng như cái hành động, cái công việc mà người thợ kỹ thuật đã tháo bơm HPV 95 thủy lực của Komatsu. Ở công đoạn này là công đoạn tháo khối xi lanh piston ra khỏi bơm trước và bơm sau. Chúng ta tháo một cách gì nhẹ nhàng,
đi nhẹ nhàng. Đó, như vậy là ok xong. Như vậy chúng ta đã gì tháo xong bơm trước, ngăn giữa của bơm trước và bơm sau chúng ta đã tháo xong. Chúng ta Đây chỉ là cần thành tháo phần xong của bơm trước. Sau khi chúng ta tách ra, bây giờ chúng ta tiến hành tháo gì? Khối piston của bơm này ra. Đây là công đoạn tháo gối trao và thanh trượt servo ra khỏi gì? Bơm. Chúng ta có thể thấy là vừa tháo sau vừa các tiếp kiểm tra. theo là chúng ta tháo cái vòng sang phanh, vòng phanh ở gì đầu bơm trước, đầu ra đầu vào của bơm trước, dùng kìm kẹp để chúng ta tháo. Đây đây là công đoạn tháo mặt trao ra khỏi đế bơm sau. Công đoạn tháo bốn con ốc giữa mặt đỡ của gối trao với vỏ ngoài của thân bơm. Mỗi khi chúng ta tháo gối trao xong cũng như là mặt trao xong thì chúng ta để buộc đánh dấu lại khỏi bị lẫn giữa các bơm với nhau, bơm trước và bơm gì sau. Đây là phần chúng ta sau khi chúng ta tháo của servo V và PC van ra, chúng ta lại phải lắp lại để cho nó khỏi bị lẫn. Sau khi tháo ra rồi, chúng ta phải lắp lại khỏi bị lẫn. Ở công đoạn này là công đoạn tháo gì phanh, hoặc là các bạn hay gọi là tháo phớt chặn hoặc là pháo vòng chặn ở ra khỏi gì trục của bơm, và tháo gì tiếp theo là tháo phòng bi ra. Nhìn công đoạn này là công đoạn gì tháo ốc. Sáu con ốc ở mặt gối trao với cả mặt bơm. Tác tiếp theo là cái thao tác gì chúng ta cậy những các gì chúng ta hay gọi là fitter, tức là gì cái lưới lọc, lỗ lưới lọc đầu lọc ở các lỗ dầu. Đây là phần đáy của hộp bơm mà chúng ta đã gì lấy hết các gioăng dầu cũng như là các đinh Tiếp theo đó, là chúng ta gì tháo van điện EBC ra để chúng ta gì kiểm tu. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn quy trình đại tu bơm ở công đoạn 3, đó là công đoạn tháo lắp các thành phần của bơm. Ở video này tôi chủ yếu tập trung với các bạn ở công đoạn 3, đó là công đoạn tháo lắp giữa các bơm trước, bơm sau và khoang đuôi bơm, cũng như là hộp piston servo van NS PC van. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Mọi đóng góp các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.comasuvietnam@gmail.com, hoặc các bạn cũng có thể viết gì comment ở phía dưới. Mời các bạn đón xem video tiếp theo, đó là công đoạn 4, công đoạn kiểm tu bơm, và video về công đoạn gì lắp bơm, cũng như là video về công đoạn test và thử bơm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.